Trang Khoa Kim chào các bạn. Bởi vì đó mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách làm cái sấy cái hồng này, tại vì mùa này đó ở bonsai của bên mình đó là có 69 sen một bao hồng mà mình mua ở chợ Super King ở trên đường Seritos với lại Magnolia đó. Cái trái nó bự và nó ngon và nó rẻ lắm, cho nên mình mới muốn bảo quản lâu. Thì các bạn hãy làm cái cách này nè, mình chỉ gọt vỏ và mình sấy thôi là sau đó nó thành mứt hồng dẻo và ăn rất là thơm ngon. Mà các bạn, cái máy sấy thì thực sự ra nó chỉ có hơn 100 đồng thôi, nhưng mà nó cũng rất tiện lợi cho mình khi mình có thể làm cả da ua nữa. Thì cái cách làm trái hồng thì không khó gì hết, mình mua về là mình để cho nó 1-2 ngày thì nó chín hơn một chút, và bây giờ mình chỉ gọt vỏ thôi. Thì cái cách gọt vỏ cũng không phải là khó phải không các bạn. Và sau đó thì mình sẽ bổ đôi cái trái hồng theo chiều ngang, và sau đó là mình chỉ có xếp lần lượt vô trong những cái vị mà mình bỏ vào trong máy sấy thôi. Thì các bạn, nếu các bạn mà sấy bằng cái lò nướng đó mà mình không có cái máy sấy này, thì các bạn mở 200 độ và nhớ là cái cửa đó thì các bạn phải mở cho nó hé một chút. Các bạn gác chiếc đũa để hé trong một chút, thì các bạn cũng phải nướng trong khoảng chừng 6 tiếng rồi nghỉ, rồi phải lấy cái vị hồng ra, rồi lại mở bếp lên 200 độ thì nướng 6 tiếng nữa, rồi lại nghỉ nửa tiếng. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm cho đủ tới 28 tiếng thì hay là 24 tiếng, thì tùy theo cái máy sấy của nhà mình thì các bạn đã có những cái miếng hồng khô tùy theo ý thích của mình. Và sau đó mình bỏ vô trong cái bịch ni lông á, mà nó có cái mình bịt kín nó lại và bỏ tủ lạnh, thì mình chỉ ăn dần thôi. Và các bạn cũng thấy rằng nếu mà mình đi mua cái bít hồng này thì mình cũng thấy nó rất là mắc, nó cái giá của nó mắc, mình cũng thấy nó không có được hợp lý. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn nên rảnh đó thì mua hồng về làm, không có cần máy sấy này đâu, thì các bạn chỉ có sấy ở trong cái lò nướng, thì chúng ta chịu khó một chút thì chúng ta cũng có thể có cất được một những cái trái hồng rất là ngon. Và sau khi mình làm xong rồi thì mình rất là vui và mình rất là thích. Thì với cái lò máy sấy của mình đây nè, thì mình mở 158 độ, thì sau đó là mình mở, tại vì cái lò này nó chỉ có nướng được 20 giờ thôi, cho nên đó mình nướng làm 2 lần. Và nướng 1-2 lần, lần đầu tiên mình nướng 14 tiếng 158 độ, sau đó mình cho cái lò nó nghỉ 1 tiếng, và sau đó mình sẽ bấm trở lại thêm một lần nữa là cũng 14 tiếng và 158 độ. Và những cái miếng hồng nó rất khô, ngon, màu rất là đẹp, mà đẹp tới độ mà mình không ngờ luôn. Cho nên mình rất là vui khi được chia sẻ với các bạn điều làm hồng khô đơn giản này. Và sau đây là mình xin cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ với mình trong cái video này, và xin cảm ơn các bạn, xin tạm biệt và chúc các bạn sức khỏe. Xin hẹn các bạn trong video kỳ tới nha.